Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến hai người tử vong. Vào chiều muộn ngày hôm qua, cháu bé 10 tuổi trú tại khu phố Thanh Bình, huyện Bù Đốp cùng với một số bạn chơi trốn tìm. Đến khoảng 6 giờ tối, người nhà không thấy cháu về nên tổ chức đi tìm. Cho đến rạng sáng ngày hôm nay, bé trai được phát hiện đã tử vong dưới hố nước sâu hơn 2 mét thuộc trung tâm thương mại Bù Đốp. Trong khi đó, cũng vào rạng sáng ngày hôm nay, một số người dân tham gia giao thông trên đường DT759 khi đến ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp phát hiện một người phụ nữ tử vong bên đường, cách đó vài mét là chiếc xe máy. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ. Nạn nhân được xác định là Tạ Thị Hồng, trú tại huyện Bù Đốp. Với hành vi mua bán trái phép chân ma túy, đối tượng Huỳnh Hoài Đức trú tại tỉnh Đồng Nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai khởi tố bắt tạm giam để làm rõ. Qua các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an phường Tràng Giài bắt quả tang Đức đang bán ma túy cho người nghiện tại địa bàn khu phố 3 phường Tràng Giài thành phố Biên Hòa. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 40 gói heroin và ma túy đá. Qua đấu tranh, Đức khai nhận bản thân nghiện ma túy lại thất nghiệp nên thường lên thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy về phân nhỏ bán cho người nghiện. Sau khi trộm xe máy, hai đối tượng Nguyễn Quốc Thảo và Nguyễn Tuấn Dương đã thay đổi biển số nhằm tránh sự phát hiện truy bắt của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, cả hai đã bị lực lượng công an bắt giữ, khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 10 tháng 8, Thảo rủ Dương đi trộm xe máy. Cả hai đi xe máy đến khu vực ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, bẻ khóa lấy trộm xe mô tô của anh Trần Hồng Đức dựng trước cửa nhà, rồi đổi biển số xe nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, lực lượng hình sự công an huyện Châu Phú phối hợp cùng lực lượng hình sự công an thành phố Châu Đốc nhanh chóng xác định bắt giữ Thảo. Còn Dương đem chiếc xe vừa trộm được đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân hết. Đến ngày 14 tháng 8, Dương bị lực lượng hình sự công an huyện Châu Phú bắt giữ. 6 tháng đầu năm nay, số vụ mua bán người được cơ quan chức năng phát hiện khởi tố mới và tiếp tục điều tra tăng 55 vụ, tăng 154 đối tượng so với cùng kỳ năm trước. Phương thức thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi và biến tướng khôn lường. Người dân, dù là đối tượng nào, nếu như mất cảnh giác, đều có thể bị sập bẫy của tội phạm mua bán người. Những em gái này, dù đã được cơ quan công an giải cứu, đã trở về với vòng tay gia đình. Nhưng chắc chắn, những ngày tháng rơi vào bẫy của tội phạm mua bán người sẽ vẫn còn ám ảnh. Báo Facebook nó là em có cần việc làm không, em nói có. Rồi bạn đó đưa cho em nick trăm em gì đó. Rồi xong em lên nhắn tin, rồi em nói là chị có cần người tuyển làm không chị. Nó là có, em nói là một tháng bao nhiêu. Nó là một tháng 10 đến 15 triệu. Từ 5 giờ rưỡi cho đến 5 giờ sáng là em bắt em phải làm, ngồi ở phòng nhân viên đó, là khách vô chọn đứa nào thì đứa đó phải đi, bắt buộc phải đi. Còn mà không, đứa nào mà không đi á, đem xuống nhốt ở tầng hầm và không cho ăn uống. Với lại là có đứa thì này nọ là bị quýnh và chích điện. Những em gái tại vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, trong đó nhiều em dưới 16 tuổi. Nếu không kịp thời được lực lượng công an phát hiện, giải cứu, thì các em đã bị bán làm vợ cho đàn ông Trung Quốc hoặc phải đi phục vụ tại các cơ sở kinh doanh nhạy cảm. Hai đối tượng này đã biến các em gái thành món hàng với giá chúng được hưởng từ 8 đến 10 triệu đồng một nạn nhân. Mục đích của em là đưa em gái sang bên Trung Quốc lấy chồng và tiền vào hôn của em mỗi người 8 đến 9 triệu, gia đình là 120 triệu. Tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng. Với thủ đoạn tinh vi như sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để kết nối, dụ dỗ, đưa người ra nước ngoài hoặc trao đổi, mua bán nạn nhân ngay trong nội địa. Sau khi con mồi đã mắc bẫy, chúng khống chế, buộc phải lao động nặng nhọc, hoạt động mại dâm, bán nội tạng để thuê, nô lệ tình dục. Thời gian gần đây thì phía Trung Quốc đã thực hiện cái việc là rào chắn biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì chúng nó đổi hướng sang các cái nước lân cận, ví dụ như là Lào, Campuchia và Myanmar, là những nơi mà ở đấy có các cái tổ chức cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, có thể là đánh bạc trực tuyến, có thể là các hoạt động massage, thậm chí là mại dâm rồi là các cái vui chơi giải trí, và sau đó chúng là tưởng người Việt Nam, và để thậm chí là các cái tổ chức để lừa gạt về Việt Nam và tuyển lao động người Việt Nam sang đó một cách không chính thức. Và qua nhiều kênh khác nhau thì rất nhiều người tin theo cái lợi dụ dỗ đó, và trong số những người lao động đó có những người đã trở thành nạn nhân của những người. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tòa án Nhân dân các cấp đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 59 vụ với 153 bị cáo phạm các tội về mua bán người, tăng 10 vụ trên 35 bị cáo so với cùng kỳ năm 2022. Những con số này đã cho thấy, mặc dù các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh xử lý, nhưng tội phạm mua bán người vẫn có diễn biến phức tạp. Do vậy, công tác tuyên truyền, nhận diện thủ đoạn tội phạm mua bán người cần tiếp tục được đẩy mạnh, để mỗi người dân có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trước cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Với mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh, cùng với lực lượng công an cả nước, công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã huy động toàn bộ quân số, thành lập các tổ tuần tra để tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại được thuận lợi, an toàn. Theo đó, Công an thành phố Biên Hòa đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trật tự bố trí 100% quân số, thành lập 10 tổ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn để tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn hướng về các khu công nghiệp tập trung đông người lao động, khu vực có nhiều nhà hàng, quán nhậu, khu vui chơi giải trí và các khu vực phức tạp về trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng. Thì Ban Chỉ huy đội Cảnh sát giao thông đã cùng các đồng chí trực chiến 100% quân số, đảm bảo các ngày nghỉ lễ để điều hòa, điều tiết giao thông, và đồng thời cũng xây dựng kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn và kiểm tra chất kích thích đối với lái xe, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện nghiêm để đảm bảo an toàn giao thông và tránh gây thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Ngoài tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nhất là tác hại của việc sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện, vận động người tham gia giao thông thực hiện nghiêm đã uống rượu bia thì không lái xe, nhằm cảnh báo và nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân. Tại em hòa mặt anh em thôi, thì ăn nhậu thì em biết là hiểu là ngày này sẽ bắt thôi, nhưng mà tại uống ít lon rồi mình nghĩ không có gì thôi. Dạ em rút kinh nghiệm rồi. Dạ mai mốt sau không có vi phạm nữa. Thời gian qua thì được sự tuyên truyền của cảnh sát giao thông thành phố Biên Hòa cũng như công an thành phố của thành phố Hồ Chí Minh, đội xe buýt của phương trang chúng em cố gắng thực hiện tốt phương châm của đề ra là tuyệt đối không rượu bia khi vận danh, và đảm bảo an toàn cho hành khách, không chạy quá tốc độ ạ. Qua thống kê, trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Biên Hòa đã xử lý 99 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 82 xe mô tô, trong đó có 79 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 6 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 40 trường hợp không có giấy phép lái xe. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã và đang góp phần giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông, giúp cho người dân vui lễ bình an, hạnh phúc. Kính chào quý vị. Hai đối tượng Nguyễn Anh Thơ 31 tuổi quê tỉnh Đồng Tháp và Lê Văn Dũ 36 tuổi trú tại thành phố Hồ Chí Minh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, công an thành phố Biên Hòa bắt quả tang Thơ và Dũ đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu phố 5A, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, thu giữ 2 gói ma túy và 55 viên thuốc lắc có tổng trọng lượng 127 gram. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ một đối tượng chưa rõ lai lịch tại thành phố Hồ Chí Minh với giá hơn 30 triệu đồng để mang về thành phố Biên Hòa bán lại kiếm lời thì bị bắt. Hiện vụ án đang được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ. Còn tại tỉnh Hưng Yên, một nhóm thanh niên đang tụ tập bay lắc trong nhà nghỉ vừa bị công an thị xã Mỹ Hào kiểm tra phát hiện. Cụ thể, vào khoảng 3 giờ ngày 2 tháng 9, tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Rolex có địa chỉ tại tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân do Nguyễn Hữu Đức quê tỉnh Nam Định làm quản lý. Lực lượng công an phát hiện tại một phòng nghỉ có một nhóm nam nữ thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn, biểu hiện phê ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một đĩa sứ màu trắng. Trên mặt đĩa có chất bột màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy. Kiểm tra nhanh có 19 trên 21 trường hợp dương tính với ma túy. Bước đầu các đối tượng khai nhận Đoàn Ngọc Chính sinh năm 1994 trú tại Hà Nội là người cung cấp ma túy để cả nhóm sử dụng. Nguyễn Hữu Đức là quản lý nhà nghỉ cung cấp dụng cụ để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ khởi tố các đối tượng cướp tài sản và trộm cắp tài sản tại Hưng Yên và Vĩnh Long. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố tạm giam Vũ Ngọc Minh, chú thị xã Mỹ Hào về tội cướp tài sản. Qua điều tra xác định, đầu năm 2022, Minh cho Phạm Văn Hòa, chú cùng địa phương, vay số tiền 10 triệu đồng với lãi suất 180% một năm. Tuy nhiên sau đó Hòa đã không trả lãi cho Minh như thỏa thuận. Ngày 18 tháng 6 năm 2023, Hòa đang chơi bia cùng bạn thì gặp Minh đi cùng hai nam thanh niên vào quán. Tại đây Minh đã đánh và yêu cầu Hòa phải liên hệ với mẹ để mang tiền trả nợ. Sau đó mẹ của Hòa đã mang số tiền 3 triệu đồng để đến đưa cho Minh. Tại Vĩnh Long, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long đang tạm giữ Lê Văn Bé 2 và Nguyễn Anh Thiện cùng chú huyện Long Hồ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sáng ngày 25 tháng 8, sau khi sử dụng ma túy, cả hai lên thành phố Vĩnh Long chơi, bàn bạc tìm tài sản để lấy trộm. Khi đến đoạn đường thuộc phường 8 thành phố Vĩnh Long, thấy có nhiều xe mô tô đậu trên vỉa hè nên Thiện đã dừng xe cho bé 2 đi đến lấy trộm một xe mô tô, rồi đem cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Tuy nhiên, sau đó đã bị lực lượng công an điều tra bắt giữ. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày. Để nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui tươi và an toàn, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đang căng mình triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố tuần tra dọc tuyến biển, nhắc nhở người dân, du khách chú ý bảo quản tài sản khi xuống tắm biển. Đó là một trong những nhiệm vụ mà cán bộ chiến sĩ Công an phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang tập trung thực hiện. Là một trong những địa bàn du lịch trọng điểm của thành phố, để đảm bảo cho du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn, Công an phường Vĩnh Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp, trong đó đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an phường ứng trực đảm bảo 100% quân số để khi các sự cố xảy ra là có lực lượng xử lý ngay, không để phức tạp và điểm nóng trong các ngày lễ. Lực lượng Công an phường bên cạnh đó cũng đã xây dựng cái lịch tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn liên tục để đảm bảo an ninh trật tự, nhất là các cái điểm tập trung nhiều khách du lịch. Dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, do đó rất đông du khách đã đến Nha Trang, Khánh Hòa tham quan nghỉ dưỡng. Đây cũng là thời điểm mà các loại tội phạm lợi dụng để gia tăng hoạt động, khiến tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp. Để chủ động phòng tránh, Công an Khánh Hòa đã tổ chức đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tích cực bám sát địa bàn, quản lý chặt đối tượng, tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm ma túy, các băng nhóm có tổ chức, hoạt động bảo kê, côn đồ. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Để huy động cả toàn bộ cái lực lượng công an trên của thành phố Nha Trang của mình ra quân tấn công các tội phạm, triệt phá các tụ điểm, các băng nhóm cấp cướp giật và đòi thuê để góp phần gìn giữ trật tự an toàn trên địa bàn phố. Lực lượng công an cơ sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó hỗ trợ cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần để nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vui tươi, an toàn trước khi bước vào năm học mới. Sau một thời gian điều tra theo dõi đường dây mua bán người liên tỉnh, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện Bến Cầu cùng các lực lượng chức năng khác vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán người, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu được 2 nạn nhân nữ. Bước đầu điều tra, cả 6 đối tượng thừa nhận hành vi dùng tiền mua 2 nạn nhân nữ với giá 36 triệu đồng, sau đó liên hệ với đầu mối bên Campuchia để bán lại với giá 130 triệu đồng. Tuy nhiên, khi cả nhóm vừa đến khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chuẩn bị đưa 2 nạn nhân qua biên giới thì bị các lực lượng trong chuyên án bắt giữ. Hiện vụ việc đang được ban chuyên án tiếp tục điều tra làm rõ. Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông tin, trong ngày nghỉ lễ thứ 2 của ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 18 người, bị thương 23 người. Như vậy, trong 2 ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 41 người. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết trong ngày 2 tháng 9, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.868 trường hợp vi phạm giao thông, qua đó phạt tiền hơn 18 tỷ đồng, tạm giữ 152 xe ô tô, 2.831 xe mô tô và 30 phương tiện khác, đồng thời tước 1.773 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn là 2.282 trường hợp, vi phạm tốc độ là 1.480 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 100 trường hợp, quá khổ giới hạn 19 trường hợp. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, Công an thị xã Buôn Hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến 3 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua. Anh Nguyễn Văn Phố, trú tại thị xã Buôn Hồ, điều khiển xe máy khi đến đoạn đường nơi Trang Long nối giải thuộc địa bàn Buôn Chinh Ba, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe có anh Võ Đình Thanh Sang, trú tại tỉnh Quảng Ngãi và Trần Đình Tấn, trú tại thị xã Buôn Hồ. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Phố tử vong trên đường đi cấp cứu, hai nạn nhân còn lại bị thương nặng.